Xin giới thiệu với quý vị anh Việt Hoàng, biệt danh là Gia Nâu. Một người sẽ luôn luôn có mặt trong cuộc hẹn cuối tuần của chúng ta, mang lại những câu chuyện đang được bàn tán rất nhiều ở trên mạng xã hội, trong cuộc sống. Ngày hôm nay anh có phản biện gì trong câu chuyện của chúng tôi? Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng là nếu mà cứ một giai điệu dễ nghe rồi gắn lời vào mà thành hot thì nhạc sĩ chắc chắn sẽ là nghề đồng nhất. Ngôn từ thiếu nhi quen thuộc mới là thứ quyết định ở câu chuyện này. Chứ nếu một cái kiểu sụt sùi này, anh yêu em rồi em yêu người khác, thì có lẽ là sẽ có cả tá bài hát cùng giai điệu nhưng mà lại không ai biết. Dĩ nhiên, có những người khó tính thì sợ rằng là cái trò dâu ông nọ cắm cằm bà kia sẽ khiến cho trẻ em quên mất bài hát gốc, sẽ giết chết bài hát gốc. Làm sao nhưng vẫn rất hay phải không ạ? Chị bài Bê Hoa của chị. Chính thế, khoan. Tôi tin rằng là lo lắng đó là hoàn toàn vội vàng. Nó vội vàng giống như việc là nếu ai đó từng tin rằng một vài cái clip hài hay là MV đã giúp sống dậy tình yêu đối với văn học, nhưng đến lúc quay sang cậu con trai hay là đứa con gái để hỏi rằng mị sống thế nào khi ở nhà thống lý Pa Tra hả con? Mị làm gì đã có người yêu? Mị có đang sợ ế đấy này, mị có đang sợ ế đấy này. Tôi tưởng câu đấy là đúng ở trong chuyện của Tô Hoài, chứ không phải là... Tức là một đứa bé hoàn toàn có thể nhầm lẫn lời bài hát của Hoàng Thùy Linh với cả một trích đoạn văn chương ở trong tác phẩm của Tô Hoài, văn học hoặc lịch sử. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là cái ý của anh Hoàng ở đây có nghĩa là chúng ta không nên đặt lên vai những cái trend trên mạng xã hội vui vẻ, những cái áp lực gì đấy ghê gớm, đúng không? Tôi cũng nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ thực ra cuối cùng nó cũng chỉ là mang tính giải trí thôi mà. Và thường thì giải trí thì đúng là nó cũng sẽ có một cái tuổi thọ nhất định thôi. Với cái xu hướng online như bây giờ thì chỉ 1-2 tuần hoặc tối đa là 1 tháng là nó cũng hết sứ mệnh của nó thôi. Chính xác, 2 tuần. 2 tuần là thời gian trung bình như anh Việt Anh nói, tuổi thọ cho một cái trào lưu giải trí trên mạng xã hội. Kể cả là chị ong nâu chăng nữa thì tôi tin là ông chỉ vài hôm nữa thôi sẽ chả ai quan tâm là chị bay đi đâu. Khi chúng ta nói về câu chuyện trào lưu ở trên mạng xã hội thì cái thứ đáng sợ nhất ở đó, đó là việc nó có thể thay đổi cả cách sống của con người mà chúng ta vẫn hay gọi là trào lưu sống ảo. Kệ cuộc đời trôi qua, bao người dân chìm vào Facebook mãi, để rồi cứ sống như mơ như thơ như ly kem bơ xong lại bất ngờ. Vâng, những người sống như mơ như thơ xong lại bất ngờ vẫn hiện diện từ Táo Quân 2018 đến 2021 này, không bớt chỉ thêm. Nhưng chí ít là xã hội ở các nước đều đã hiểu là phải kiểm soát cách sống này. Thí dụ như nếu ai đó bây giờ có hỏi bạn hay là hỏi anh Việt Anh về bề ngoài quan trọng thế sao? Hãy thận trọng khi trả lời, nhất là nếu anh đang đứng ở Na Uy. Bởi tờ New York Post thì mới thông tin là ở Na Uy đã thông qua đạo luật tiếp thị sửa đổi, buộc những người có ảnh hưởng khi mà nhận quảng cáo để đăng ảnh lên mạng xã hội sẽ phải chú thích là ảnh đó đã qua chỉnh sửa hay không. Hiểu đơn giản, đấy là nếu anh Việt Anh bỗng đăng một cái bức ảnh bên cạnh một sản phẩm quảng cáo nào đó với một cái body 6 múi như thế này, xin lỗi, anh chuẩn bị nộp phạt đi. Vậy ý nghĩa của việc này là gì? Cũng bởi là các mạng xã hội liên tục bị cáo buộc là có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của người dùng khi việc chỉnh sửa ảnh quá đà tạo ra những cái vẻ đẹp thực sự là phi thực tế, đã khiến cho nhiều người xem cảm thấy là mặc cảm với ngoại hình của bản thân. Tôi cũng là một ví dụ. Đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Ở Mỹ thì nghiên cứu của Đại học Boston đã đưa ra khái niệm là hội chứng ám ảnh Snapchat. Ám ảnh là bởi có tới 55% các ca phẫu thuật thẩm mỹ xuất phát từ việc là chính cái người khách hàng đó muốn trở thành phiên bản của chính bức ảnh selfie của mình nhưng đã bị chỉnh sửa. Hay như là một thí nghiệm tương tự, vào năm 2019, Rankin, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh, thực hiện dự án mang tên là Selfie Harm. Đầu tiên thì anh ta chụp 15 thanh thiếu niên Anh trong độ tuổi 13 đến 19. Sau đó thì yêu cầu họ dành 5 phút để chỉnh sửa ảnh cho đến khi là nghĩ rằng nó đã sẵn sàng để xuất hiện trên mạng xã hội. Kết quả là tất cả các cô gái đều khen rằng là họ thích ảnh gốc, nhưng không một ai giữ nguyên ảnh đó để đăng. Câu hỏi là vẻ đẹp trên mạng, thứ có thể kiếm cho chúng ta 1000 like, 1000 tim, liệu có thực sự giúp cho chúng ta tự tin hơn khi đối diện với chỉ một người ở ngoài đời hay không? Tôi cũng nghe nói là khi mà mình đã đặt cái filter vào ảnh quá nhiều, rồi cùng mình đặt cái filter, tức là cái phần mềm đấy cho chính cuộc sống của mình, nó gây sức ép cho mình, phụ thuộc vào nó, chính cả cuộc sống mình. Không, thực ra thì ở một cái phương diện tích cực hơn đi chẳng hạn, đôi khi ấy, người ta sẽ tìm thấy niềm vui và đúng, sự tích cực ở trong đấy. Bởi vì ví dụ như là một bà nội trợ ở nhà cả ngày, nhà bao việc, đã quá mệt mỏi rồi, xong đến lúc mà nếu mà up một tấm hình đầu tóc bù xù quá xấu xí lên mạng, tự nhiên người ta nhìn vào đấy là ô mình đây sao. Đôi khi những app, những phần mềm chỉnh sửa, thấy người ta xinh đẹp, người ta lại lấy lại được tinh thần và phấn khởi hơn. Tức là tóm lại là tích cực cũng nên để vâng, cho người ta sống ảo một chút. Đấy, phải để cho chị em rồi, ai cũng có quyền sống ảo một chút mà. Ôi nhưng mà cái trò chỉnh sửa ảnh nó xưa rồi, nó xưa rồi. Tôi sẽ giúp chị một phương án mà không chỉ là xinh đẹp đâu, thậm chí còn giàu có nữa cơ. Chỉ cần với 20.000 đồng là bạn có một phương án không hề giả chân. Đơn giản là 20.000 đồng này hãy chuyển cho các dịch vụ sống ảo ở Trung Quốc, tương đương 6 nhân dân tệ. Bạn sẽ mua được cho mình một đoạn video được cung cấp qua các ứng dụng như là WeChat hay là Taobao, để ghép giọng nói vào. Có thể là cầm các xấp tiền mệnh giá lớn này, đi xe sang này, ở trong biệt thự này. Đắt tiền hơn thì có cả những dịch vụ mời chào, cả những hóa đơn mua hàng đắt đỏ, được sửa tên, ngày tháng tùy ý. Hoặc như đây, bạn sẽ có những cái video check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng như là Bali hay là Dubai. Thường thì những người đắm chìm ở trong trào lưu giàu giả như thế này có thể được chia làm hai nhóm. Một là theo trường phái fake it till you make it, tạm dịch đó là hãy giả mạo cho đến khi bạn thực sự có nó. Và thứ hai, đó là đi lừa để rồi trục lợi người khác. Mà mới nổi nhất là những hot boy tài chính hay là hot girl đa cấp. Bước vào mạng xã hội thì thực sự là tôi thấy nó giống như là việc hồi xưa tôi đi vào nhà gương ở trong công viên vậy. Một đại sảnh của những tấm gương vui nhộn mà con người có thể tự làm căng này, tự bóp méo, tự thổi phồng chính mình. Và những tấm gương thì lại luôn che khuất lối ra. Điều tệ hại nhất khi mà chúng ta giàu ảo nhưng mà chúng ta lại nợ thật. Như tại Trung Quốc, thế hệ Z, những người sinh từ năm 1997 đến 2010 chiếm tới 40% dân số nước này. Có đặc điểm là kỳ vọng cao về cuộc sống, cao đến mức nhiều người lún sâu trong sự giàu sang ảo, vốn chỉ đến từ những khoản đi vay. Họ bị coi là những người mua sắm bốc đồng nhất thế giới, khi 47% mua mà không cần dừng lại để xem xét. 36% thì chi tiêu vượt ngân sách, với mức chi trung bình là hơn 7.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 160 triệu Việt Nam đồng mỗi năm cho những món hàng xa xỉ. Giỏi tiêu nhưng lại không biết kiếm, chỉ thạo đi vay. Và ngạc nhiên là gần 80% thế hệ Z ở đây thấy không áp lực mấy khi làm con nợ. Mạng xã hội nước này có các nhóm thanh niên mắc nợ, ví dụ như là một nhóm có tên Liên minh những người mắc nợ với cả chục nghìn thành viên, vẫn đang tăng rất nhanh trong đại dịch. Họ chia sẻ các mẹo để đối phó với chủ nợ, hay chí ít là để trấn an lẫn nhau. Nợ tiền vì cái nhu cầu sống ảo vì chính mình thì đã là dở rồi. Nhưng nhá, nợ tiền vì sống ảo của người khác mới là điều đáng sợ. Như tôi nhìn thấy bạn, tôi bảo ui ôi ông Việt Anh 6 múi đẹp thế, xong rồi cuối cùng tôi phải vay tiền, tôi phải làm tất cả mọi thứ. Hoặc là nửa đêm Trang post lên một cái ảnh ui bát phở ngon lắm, xong rồi cuối cùng Trang nó không thèm, mình lại ngồi xem, mình lại thèm. Tôi nghĩ là mình khổ vì một cái sống ảo của người khác. Tôi nghĩ đó mới là điều tệ hại nhất anh Hoàng ạ. Vâng, nhưng mà tôi cũng bây giờ đây muốn nói rằng là sống ảo thực ra cũng tốt mà. Đúng. Bởi thử nghĩ xem, trong cái thời điểm dịch bệnh này, chúng ta có thể bắt buộc phải ở trong nhà 14 ngày, 21 ngày, hoặc thậm chí là còn lâu hơn thế nữa. Và dù có là người kiên nhẫn đến đâu thì tôi tin rằng cũng chỉ đến ngày thứ 10 thôi, phải tìm cách giải tỏa tâm lý của mình ngay ở trong ngôi nhà của mình. Thế thì sống ảo lúc đấy lại có giá trị. Chúng ta hãy sống ảo theo cách là nhìn cuộc sống một cách thú vị hơn chẳng hạn. Ví dụ một ngày của chính tôi chẳng hạn. Một ngày của Gia Nâu Thái Tử ở Cung Cấm. Thái tử được cung nữ gọi thức dậy vào cuối giờ mão để vệ sinh long thể. Tới đầu giờ thìn, thái tử di chuyển ra vườn Thượng Uyển dùng ngự thiện, nói bình dân là ăn sáng. Sau đó thái tử đến thư phòng xử lý tấu chương của quan lại mà phụ hoàng giao cho. Cung nữ bắt đầu dâng lên những chiếc sớ như sớ thủy, tức là tiền nước, sớ quang, tức là tiền điện, sớ gia cư, tức là tiền nhà. Dịch khó khăn không có thu nên ngân khố không có tiền chi. Đến giờ tỵ, Thái tử đến doanh trại xem xét quân tình, hỏi thăm sức khỏe các binh sĩ, kiểm tra lại quân nhu và cuối cùng đến thăm xưởng đúc binh khí. Giờ chính ngọ, Thái tử trở về cung cấm và dùng bữa trưa với các món ăn vương giả như mặt trời ngủ trong mây, rồng xanh vượt đại dương, rồi nhâm nhi chút bạch băng dầm thủy. Giữa giờ mùi đến giờ thân là lúc ngủ trưa của Thái tử, tức là Thái tử ngủ đẫy giấc đến hơn 3 giờ. Đầu giờ dậu, Thái tử hội kiến với các quan lại, bắt đầu tiến hành họp tán thành hoặc phản bác các đề nghị mà họ đưa ra. Ví dụ như lựa chọn món ăn gì ship về tối nay, ăn xong nên đặt chè hay đặt trà sữa. Sau đó Thái tử về từ thất sửa soạn chút lễ vật được cống tiến từ nước ngoài để chuẩn bị dâng lên vua cha và mẫu hậu nhân ngày đại thọ sắp tới. Sau đó trở đi là thời gian Thái tử tập trung cho việc quan sát tình hình chính sự của các lân bang bằng khối thiết quang hay còn gọi là điện thoại, rồi tán gẫu có lộ diện, tức là video call, với các bằng hữu trên giang hồ. Thỉnh thoảng nhớ ra triều đình còn thiếu cái gì thì lại chi tiêu săn hàng trực tuyến. Rồi đi ngủ vào giữa canh tư, tức là 1 hoặc 2 giờ sáng. Thế là kết thúc một ngày làm việc khá mệt mỏi của Thái tử. Thưa quý vị, đó là anh Gia Nâu trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần trên VTV3.